Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Học Phật Pháp cần dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm. Các vị, tu đạo nếu không sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu đạo. Học Phật Pháp mà không nhận tội lỗi rồi sửa đổi thì cũng như chẳng học. Hành niên ngũ thập chi thời, nhi chi tứ thập cửu chi phi. Nghĩa là tu 50 năm rồi mới biết sai lầm trong suốt 49 năm qua. Người nhận biết được những điều sai lầm của mình trong quá khứ là người có trí huệ, tương lai tiền đồ sẽ sáng lạng. Nếu không biết được điều sai lầm trong quá khứ thì thật là hồ đồ vô cùng. Hễ mưu đồ cái hư danh thì liền bị khách trần làm cho mê muội. Những người như vậy thật là đáng thương. Chúng ta không nên gửi nhờ Phật tánh này nơi thân tứ đại vật chất, rồi chỉ biết truy cầu hưởng thụ mà không biết tu đạo. Vì sao lại bỏ đi cái chân chính để chạy theo cái hư vọng? Vì sao lại bỏ gốc để chạy theo ngọn? Là vì mình không biết phản tỉnh, có lỗi mà không chịu sửa, không nhận thức được tự tánh này là thanh tịnh vô nhiễm, chẳng chút trần cấu. Rồi chỉ vì không thể nắm bắt được tự tánh nên đành xuôi tay theo dòng nước đục, trôi theo trào lưu ô nhiễm, khiến cho tự tánh bị vần đục, bổn hữu trí huệ bị vùi lấp, thật càng khó mà minh tâm kiến tánh được. Chúng ta ở vạn Phật hành cần đem lòng dạ hoen lố vần đục này mà rửa sạch đi, để tự tánh quang minh xuất hiện, rồi dùng tâm chính đại quang minh để xử lý mọi việc, không thể dùng thủ đoạn để áp bức kẻ khác. Chúng ta cần phải nhớ rằng, thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối, nghĩa là, hễ là đạo thì tiến tới, không phải là đạo thì thối lui. Và phải biết, trạch thiện nhi tồn, bất thiện nhi cải, nghĩa là, chọn điều thiện mà giữ lại, điều xấu thì sửa đổi đi. Nếu được như vậy, thì nhất định sẽ đạt tới địa vị hiền thánh. Ha ha ha,